Hot News Showbiz. Top 10 bộ phim hay nhất của tình đầu quốc dân xứ Hàn Bae Suji. Cô nàng Bae Suji sinh năm 1994 và xuất phát điểm cửa ECO là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng của nhà G.E.P.M.I.T.A. Sau vai diễn tình đầu ngây thơ, trong sáng và ngọt ngào của cô trong Architecture 101, cô được công nhận là tình đầu quốc dân của xứ Hàn. Từ đó, Suji được săn đón nhiều hơn và năm 2017 cô đã chính thức hoạt động solo với vai trò là một diễn viên và gặt hái được nhiều giải thưởng lớn. Mỗi bộ phim của cô nàng Bae Suji được đánh giá cao bởi những nhà phê bình phim ảnh cũng như sự yêu thích của cái khán giả trong nước cũng như nước ngoài. Và với vẻ đẹp ngọt ngào trong sáng cũng như diễn xuất của cô đã chạm đến trái tim khán giả nên chắc chắn nên những bộ phim dưới đây sẽ không khiến các bạn thất vọng. Đại thảm họa núi Baekje 2020. Đại thảm họa núi Baekje là một bộ phim hành động hoành tráng của Hàn Quốc năm 2020 khi quy tụ nhiều tên tuổi diễn viên đình đám Su Kim Chi và đạt được doanh thu khủng của phòng vé trong cũng như ngoài nước. Bộ phim lấy bối cảnh khi núi lửa Baekje được dự đoán là nó sẽ phun trào mạnh hơn nữa sau lần đầu tiên. Khi đó, Jo In Chang là đội trưởng đội về cháy nổ chuyên về gỡ vật liệu cùng với những đồng đội chiến hữu của mình cùng nhau giải cứu những người dân vô tội khỏi sự tàn phá khủng khiếp khi núi lửa phun trào. Trong lúc đó, anh cũng phải tìm cách giải cứu cho người vợ tội nghiệp của anh khi cô đang mang trong mình giọt máu của cả hai là thiếu nữ Jeon Yu-kyung. Lãng khách Vagabond 2019. Lãng khách là một bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc đánh dấu sự trở lại của cặp đôi đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn năm 2013 là Suji và Lee Seung-ji. Trong lần trở lại tác phẩm này, nàng Suji sẽ vào vai Hejiko là một thành viên bí ẩn của cơ quan tình báo quốc gia. Với vai diễn này, Suji có những cảnh hành động nguy hiểm nhưng đã khẳng định được khả năng diễn xuất ngày một tiến bộ của cô. Bộ phim là câu chuyện về những bí mật đằng sau một tai nạn máy bay kinh hoàng làm 211 người chết và Cha Dan John hợp tác cùng Hye-si để tìm ra sự thật của thảm họa này. Khởi nghiệp Star Cup 2020. Star Cup là một bộ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc xoay quanh về những người trẻ tuổi có số phận khác nhau nhưng họ đều chung một lý tưởng sống như nhau với những ước mơ khởi nghiệp. Trong bộ phim này, Suji sẽ vào vai cô nàng Seo Dan-mi, một cô gái mạnh mẽ muốn nối nghiệp ước mơ khởi nghiệp còn dang dở của cha mình. Seo Dan-mi cùng những người bạn của mình tham gia cuộc thi Sandbox để có thể ươm mầm cho những dự án khởi nghiệp của họ và giúp họ từng bước chạm đến được ước mơ làm chủ bản thân. Cử Gia Thư Gu 2013. Cử Gia Thư là một trong những bộ drama có rating cao ở Hàn Quốc năm 2013 khi có sự kết hợp giữa hai diễn viên Suji và Lee Seung-ji kể anh chàng nửa người nửa thú cho Kang Chi. Anh là kết quả của một mối tình đầy éo le. Anh được nuôi dạy đàng hoàng và khi lớn lên anh quyết định đi tìm Cử Gia Thư để có thể trở thành con người. Suji sẽ hóa thân thành cô nàng cá tính Jam Hyeon. Cô được gia đình dạy nữ công gia chánh từ nhỏ nhưng cô có niềm đam mê với bắn cung. Trải qua nhiều chuyện, Choi Kang-chi và Jam Yeo-un bên nhau nhiều hơn nhưng liệu rằng chàng có thể thành người và sống hạnh phúc với cô mãi mãi không? Âm thanh của loài hoa 2015. Âm thanh của loài hoa là một bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc có sự tham gia của nam tài tử Ryu Seung-ryong và tình đầu quốc dân Bae Suji, được dựa trên một nhân vật có thật trong lịch sử Hàn Quốc. Vào thời đại Joseon, tất cả người phụ nữ bị cấm ca hát và biểu diễn trước đám đông nhưng nàng Jin Jae-seon lại có niềm đam mê với biểu diễn Pansori. Cô có niềm khao khát mãnh liệt với Pansori và phải luôn bí mật luyện tập để ca hát OGI phát hiện, nhớ vào người thầy Shin Jae-hyo dạy cô mà cô đã tiến bộ lên từng ngày. Đến khi diễn trước đám đông hay trên sân khấu, cô phải cải trang thành nam nhân và liều cả mạng sống để hát. Yêu Không Kiểm Soát 2016. Yêu Không Kiểm Soát là một bộ phim tình cảm buồn đã thu hút được nhiều khán giả bởi những cảm xúc lãng mạn nhưng cũng đầy cảm động mà bộ phim đã mang cho người xem. Bộ phim xoay quanh về ngôi sao Shin Jung-yang nổi tiếng là kiêu ngạo,
hống hách nhưng lại yêu cô nàng Noeul sản xuất phim tài liệu, anh quyết tâm cô nàng. Sau nhiều chuyện xảy ra, cả hai bên nhau và có một mối tình đẹp cũng là lúc Shin Sung-yang nhận ra anh không còn sống được bao lâu. Khi nàng say giấc 2017. Khi nàng say giấc là một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc kể về cô nàng nam Hong-ju, người có thể nhìn thấy trước tương lai trong giấc mơ của mình. Công tố viên Jung Jae-a-chan và cảnh sát Han U-tak cũng trong trường hợp như cô. Nhưng vì hầu hết các giấc mơ là xấu, họ cố gắng thay đổi tương lai để ngăn chặn những điều xui xẻo xảy ra. Theo thời gian, tình bạn phát triển giữa ba người và sau đó, thậm chí cả hai chàng trai trẻ phải lòng nam Hong-ju. Trái tim cô ấy chỉ thuộc về một người trong số họ, đó là Jung Jae-a-chan. Bay cao ước mơ Dream High 2011. Bay cao ước mơ là bộ phim tình cảm học đường Hàn Quốc được đánh giá cao và chiếm được nhiều yêu thích của khán giả. Bộ phim xoay quanh 6 học sinh tại trường trung học Kirin chia sẻ ước mơ trở thành thần tượng K-pop trong số những học sinh khác. Trong những năm học ở trường, sau con người học cách phát triển các kỹ năng ca hát, sáng tác và vũ đạo đồng thời trải qua quá trình phát triển cá nhân. Họ cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Mỗi người trong số họ đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng họ đều cố gắng ra mắt với sự hỗ trợ và hướng dẫn của nhau. Lớp học 101 2012. Architecture 101 là một bộ phim tình cảm Hàn Quốc năm 2012 do Lee Yeong-ju viết kịch bản và đạo diễn và là tác phẩm đạt doanh thu cao nhất nhì tại các phòng vé. Bộ phim kể về câu chuyện của hai sinh viên Yang Seo-jeon và Seung Min gặp nhau trong một lớp học kiến trúc nhập môn và yêu nhau. 15 năm sau, cô gái lần theo dấu vết mối tình đầu của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ của anh trong việc xây dựng ngôi nhà mơ ước của cô. Phần bà Suzy đóng trong phim này là Yang Seo-jeon trong quá khứ, một cô nàng trong sáng đáng yêu. Hoán đổi linh hồn Bích 2012. Bộ phim là câu chuyện về Jiu Zazan là một giáo viên dạy thay đang gặp khó khăn khi cố gắng lấy chứng chỉ. Cô đã đính hôn với một bác sĩ tốt bụng và đẹp trai, Seo Yoon-jae. Cho đến một tháng trước đám cưới, Yoon-jae trở nên xa cách một cách không thể giải thích được. Cùng lúc đó, Zazan gặp một học sinh chuyển trường 18 tuổi đến từ Hoa Kỳ, Kang Kyung-jun. Anh gặp tai nạn xe hơi định mệnh với Yoon-jae và cả hai cùng lái xe qua lan can bảo vệ và xuống vùng nước sâu. Yoon-jae cố gắng cứu Kyung-jun nhưng dường như Yoon-jae có vẻ như đã chết và Kyung-jun bắt đầu trong tình trạng hôn mê. Kyung-jun sớm tỉnh dậy và thấy mình trong cơ thể của Yoon-jae. Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.